Anh khinh em nghèo. Sao bài này khó thế nhỉ? Anh hai ơi! Ơi! Bảo gì anh thế? Bài này khó quá, anh hướng dẫn cho em làm nhé. Ừ, đâu để anh xem nào. Xong rồi, anh hai giỏi thiệt đó. Thôi để anh xuống nấu cơm, mẹ chắc sắp về rồi đấy. Để em xuống phụ giúp anh một tay nha. Ừ. À, mẹ đã về. Chúng con chào mẹ ạ. Ừ, mẹ mua bánh tráng cho hai anh em đấy. Ôi, có bánh tráng, ngon quá. Chúng con cảm ơn mẹ. Anh hai cả ngày làm bao nhiêu việc rồi, anh ăn đi. Mẹ còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Mình đưa cho mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ. Mẹ nhường cho hai anh em con, mẹ no bụng rồi. Nhưng... Các con ăn đi, mẹ no thật rồi mà. Thấy anh em mình một nửa nhé. Ừ, anh xin. Nhiều năm sau. Sao mẹ không vào nhà ngồi cho mát? Ừ, mà sao thằng Hoàng mãi chưa thấy về nhỉ? Mẹ mong làm gì? Anh ấy có mấy khi thèm nhìn đến cái nhà này nữa đâu. Làm ông nọ bà kia rồi nên thế. Kìa, sao con lại nói vậy? Con phải thông cảm cho anh con chứ. Anh ấy về rồi đấy mẹ. Đúng là khoe mẹ, có gì mà phải bóp còi inh ỏi thế. Dạ, con chào mẹ ạ. Ừ, thế chỉ có con về thôi hả? Mẹ nó và bọn trẻ ở đâu rồi? Vâng, con tranh thủ ghé qua nhà thôi, nên không cho Bin đi theo. Nhà con thì nhiều việc quá. Lâu lắm con mới về nhà, mà lại đi ngay hả? Vâng. Mẹ ăn đi ạ. Ờ, mẹ xin. Các con cũng ăn đi. Vâng, tiện thể đây em nói luôn. Tuần sau mẹ 90 tuổi. Em định làm vài mâm cơm cả nhà quay quần cho vui. Ừ nhỉ, anh đoản quá. Nếu chú không nhắc anh quên khuấy mất. Mà sao có thể làm vài mâm được, xoàn quá. Họ hàng nhà mình ít. Hơn nữa có mỗi mình em ở nhà, lo không xuể. Ở quê ai cũng chỉ làm vậy thôi. Không được, mấy ai được làm thọ 90 tuổi như mẹ đâu. Việc này phải tổ chức thật long trọng, hoành tráng, để mẹ nở mày nở mặt. Nhưng... Anh sẽ bao toàn bộ, chú không phải lo. Sao anh lại nói thế? Em cũng là con, cũng muốn có chút đóng góp chứ. Anh nói vậy, chẳng hóa ra... Anh là người làm ăn, quan hệ rộng khách khứa toàn người có danh tiếng địa vị. Anh còn phải giữ thể diện của anh nữa chứ. Chú suốt ngày quanh quẩn ở cái làng này, hiểu làm sao được. Anh dám nói thế hả? Anh khinh thường em phải không? Thôi nào hai đứa, mẹ thấy chỉ cần làm mâm cơm cả nhà là được rồi, không phải bày vẽ chi cho tốn kém. Việc nhỏ này mẹ cứ để anh em chúng con tự quyết. Ý anh vẫn thế, không có gì thay đổi. Nếu chú không nghe lời anh thì đừng coi anh là anh hai. Anh sẽ tự tổ chức riêng, lúc ấy chú đừng trách anh. Mẹ, mẹ ơi! Liệu mẹ có sao không? Em đã gọi điện cho bác sĩ rồi. Họ nói do căng thẳng về tâm lý nên vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi là không sao. Mẹ, mẹ thấy trong người có khó chịu hay bị đau ở đâu không? Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ đến mẹ, lo lắng cho mẹ. Mẹ nuôi hai đứa vất vả bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu được. Mẹ chỉ mong hai anh em con trông tử tế, biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Đừng vì chút vật chất mà khinh thường nhau. Mẹ còn nhớ lúc còn nhỏ, tuy nhà chúng ta còn khó khăn, nhưng mà các con luôn yêu thương nhau.
dù là cây bánh rán cũng nhường cho nhau. Vậy mà khi cuộc sống thay đổi, các con cũng thay đổi theo. Nếu các con nghĩ cho mẹ thì các con phải hiểu rằng cách bao hiếu tốt nhất dành cho ba mẹ không phải là mâm cao cổ đầy, không phải là tiền bạc vật chất, mà là niềm vui khi nhìn thấy con cái hòa thuận, yêu thương, sống vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, chúng con đúng là có lớn mà chưa có khôn, vẫn khiến mẹ buồn lòng. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Mẹ, mẹ hãy sống với chúng con thật lâu mẹ nhé. Ừ. Khi người bố trở về. Bộ phim phỏng theo câu chuyện có thật về một người mẹ tên là Asako tại một thị trấn nhỏ thuộc đất nước Nhật Bản. Asako, sao con không đi cùng với các bạn cho vui? Cô giáo nói ở lớp con cũng không chơi với ai hết. Có chuyện gì vậy hả con? Các bạn trêu chọc vì con không có bố. Sao con không nói với các bạn là bố Tashi đang đi công tác nước ngoài chưa về? Con có nói, nhưng chả bạn nào tin con hết. Asako, sao con lại ngồi đây một mình? Sao không nói để mẹ giúp con? Không đâu, mẹ không biết làm. Các bạn con đều nhờ bố làm. Chỉ có bố mới có thể xẻ khúc gỗ này ra được đều và đẹp thôi. Bố của Asako đi công tác nước ngoài từ khi mẹ mới sinh Asako mà. Lần nào mẹ cũng nói thế, nhưng sao bố chẳng bao giờ gọi điện về cho con? Bố con có những điều khó nói. Khi nào bố về thì con có thể hỏi mà. Bao giờ thì bố mới về? Nếu bố không về, con sẽ không tin mẹ nữa đâu. Asako, con gái, bố đã về với hai mẹ con rồi đây. Đúng rồi, bố đây, bố đã về với con đây. Anh đã về rồi ư? Sau bao nhiêu năm nay thì anh đã về rồi. Xin lỗi hai mẹ con em, khi mới sang nước ngoài công tác được vài tháng thì bố bị một tai nạn khiến mất trí nhớ. Thật may gần đây bố hồi phục thì mới có thể trở về nhà được. Vậy mà em tưởng anh đã bỏ rơi hai mẹ con em rồi chứ. Không thể nào. Giờ thì con đã hiểu lý do vì sao bố không thể gọi điện về cho con rồi. Bố của Asako kìa, bố bạn ấy đi công tác nước ngoài giờ mới về đấy. Bố lại phải đi nữa sao? Con gái của bố làm việc ở thành phố khác. Bố chưa thể thu xếp công việc về gần nhà được. Mỗi tháng bố sẽ về với con 2 lần nha. Asako, bố con cần phải đi làm kiếm tiền để lo cho Asako nữa mà. Dẫu sao, mẹ con mình cũng vẫn sẽ được gặp bố thường xuyên hơn trước đây. Dạ vâng ạ, con sẽ học thật chăm để bố vui nha bố. Hai năm sau. Bố cậu đưa cậu đi học à, thích thế. Mỗi tháng bố cậu về 2 lần hả? Chắc mỗi lần về cậu có nhiều quà lắm đúng vậy con. 5 năm sau. Mỗi tháng bố về thăm mẹ con được có 2 lần. Khi nào thì con sẽ không phải chờ đợi nữa hả bố?
Khi nào bố về hương, bố sẽ chuyển thẳng về sống với hai mẹ con con. Vậy là còn 5 năm nữa, con không chịu đâu. Con gái sắp cưới chồng rồi mà vẫn còn làm nũng bố hả? Bộ lễ phục vừa quá anh nhỉ? Em vào xem bố mẹ chuẩn bị đến đâu rồi. Đồ tồi, anh hãy đi đi, tôi không cần anh nữa. Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bố đi đâu đấy ạ? Giờ bố phải đi đây, xin lỗi con xa cô, nhưng bố không thể ở lại đây được. Bố ơi, bố đừng đi, mai đã là lễ cưới của con rồi, bố ơi. Mẹ sẽ dắt con ra lễ đường có được không? Mẹ, sao mẹ lại đuổi bố đi? Bố mẹ có những bất hòa không thể giải quyết được, con hãy thông cảm cho mẹ. Nhưng không phải là ngày hôm nay, mẹ ích kỷ lắm. Chỉ vì xích mích giữa hai người mà mẹ đuổi bố đi cho một ngày quan trọng như thế này sao? Kìa, sao cô? Sao cô, hay cuối tuần này mình về thăm mẹ nha. Từ hôm cưới tới giờ em vẫn chưa về nhà đó. Không đâu, em vẫn còn giận mẹ mà. Có thể có điều gì đó mẹ còn muốn giấu em. Mẹ chỉ có mình em thôi, chúng ta không nên... Em sẽ đi tìm bố. Sao cô, anh tìm thấy rồi này. Anh tìm được địa chỉ của bố em rồi ư? Với công nghệ bây giờ cũng không khó để có thể tìm được. Ông ấy ở khá xa nơi này, em có muốn đi cùng anh không? Dạ cảm ơn anh, em sẽ tự đi, không phải lo cho em đâu. Đây rõ ràng là cầu Tomasi chứ không phải là Tashi. Cũng có nhầm không ạ? Ta không có nhầm, ta ở cạnh nhà cậu ấy gần 20 năm rồi. Sao mà nhầm được, nhà ở trong góc bên phải kia kìa. Bố mua cho con đi mà, cái này không đắt lắm đâu bố. Được rồi, bố sẽ mua, nhưng phải đợi bố có tiền lương đã chứ. Trời ơi, bố có một gia đình khác ư? Con bé kia cũng chạc tuổi mình, chả lẽ bố phản bội mẹ mình từ hồi đó? Không được, mình phải làm cho ra nhẽ. Mình thật quá thất vọng về bố. Vậy mà bao nhiêu năm nay. Sao cô, cháu con sao con lại ở đây? Bố, thì ra mẹ đuổi bố đi vì phát hiện ra sự thật này phải không? Bố đã có gia đình khác và phản bội mẹ từ mấy chục năm về trước. Vậy mà. Kìa, cô là ai mà lao vào nhà tôi? Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Và cô gái này, cô là ai? Chết người, chết người. Bố, thì ra bố đã có gia đình khác và đã phản bội mẹ từ mấy chục năm về trước. Thì ra mẹ đã đuổi bố đi vì đã phát hiện sự thật này, có phải không? Vậy mà. Sao cô, con cháu cho hai bình tĩnh. Bố chuyện là thôi được, hãy vào nhà. Bố sẽ kể mọi chuyện, dù sao con cũng đã lớn rồi. Vậy bố cháu bé ở đâu? Vì sao chị lại muốn thuê bố cho con gái của chị? Thực ra thì tôi không có chồng. Tôi là người mẹ đơn thân. Công ty cho thuê người của chúng tôi rất đa dạng. Chị muốn ký hợp đồng trong bao lâu ạ? Vậy thì tốt quá. Thực ra yêu cầu của tôi rất đơn giản. Đầu tiên, tôi muốn anh nói rằng anh xin lỗi vì anh không thể ở gần Sako trước nay. Chúng ta sẽ phải lý giải về sự biến mất của anh bao năm qua. Tất nhiên rồi. Thứ hai, tôi muốn anh lắng nghe bất cứ điều gì con gái muốn nói với anh, chia sẻ và động viên nó. Được, tất cả những điều đó đều rất đơn giản. Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp mà. Và chúng ta sẽ trở thành một cặp bố mẹ thật hạnh phúc trước mặt con gái. Chị yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ một sai sót nào hết. Tôi sẽ trở thành một người bố hoàn hảo như chị muốn. Nhưng chị cho tôi hỏi, tôi hơi băn khoăn. Bởi đây đâu phải là vai diễn thông thường đâu. Tại sao chị không ký hợp đồng trong nhiều năm mà lại chỉ ký từng năm một vậy? Chỉ có điều,
Tài chính của tôi không khá, cho nên tôi sẽ ký từng năm một, có được không vậy? Tất nhiên là được rồi. Thì ra bác chỉ là nhân viên của công ty cho thuê người thôi sao? Mẹ con đã phải làm việc cực lực để có tiền trả cho công ty thuê người. Hãy gửi lời xin lỗi của ta tới mẹ con vì ta không thể giúp bà ấy thêm. Trong ngày cưới của con, công ty đột ngột tăng mức phí mà bà ấy không thể trả nổi. Ta thì buộc phải làm theo quy định của công ty, nếu không thì sẽ bị đuổi việc. Lúc đó con gái ta lại đang bị bệnh cho nên... Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con vừa đi gặp bác taxi. Vậy là con đã biết mọi chuyện rồi ư? Mẹ xin lỗi vì suốt thời gian qua mẹ đã nói dối con. Sao con có thể giận mẹ được? Nhờ có mẹ, con đã có một tuổi thơ hạnh phúc với một gia đình trọn vẹn. Để cho con một người bố, mẹ đã phải vất vả biết nhường nào. Vậy mà suốt thời gian qua con đã vô tâm, không biết đến những điều ấy. Con xin lỗi mẹ. Ước mơ thầm kín. Bây giờ con đang làm gì đấy? Dạ không ạ, con đang chuẩn bị nấu ăn thôi. Con đừng có nghịch bộ nữa, vào nhà học bài đi để mẹ nấu ăn cho. Kỳ thi đại học sắp tới rồi đó. Hình như 3 hôm nữa là hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường đại học. My, con đã nộp xong hết chưa vậy? Dạ con. Con gái mình luôn tự làm chuyện học hành thi cử, chuyện đó em đâu cần phải lo đâu. Vậy mẹ thật lắm cẩm mà. Mà những trường hôm trước bố mẹ nói chuyện với con đã lựa chọn được chưa? Con vẫn chưa quyết định ạ. Con cứ nộp hồ sơ vào các trường top đầu cho mẹ. Con bé My nhà mình học giỏi nên chả phải lo lắng gì hết á. Chứ mấy cô mấy bác ở cơ quan em cứ lo mất ăn mất ngủ ấy chứ. Phải rồi, có con gái học giỏi cũng tự hào thật. Các bác ở cơ quan bố toàn đưa con ra làm gương cho các con của họ đấy. Trời, điểm toán và điểm lý của cậu cao thế. Sau này tớ muốn trở thành kỹ sư xây dựng. Nè, xem bảng điểm của tớ chưa? Dạ, điểm văn của cậu chắc hẳn phải cao nhất đấy nhỉ. Tớ cũng không biết, nhưng mà sau này tớ sẽ trở thành cô giáo dạy văn đấy. My, điểm của cậu không cao hả? Sao cậu buồn thế? Dạ, điểm cao thế, môn nào cũng cao luôn kìa. Cậu đúng là học sinh giỏi toàn diện mà. Riêng My thì thi trường đại học nào cũng đổ rồi. Chắc chắn hôm nay cậu sẽ nộp hồ sơ vào những trường top đầu đúng không? Vậy cậu định sau này sẽ theo ngành nào vậy? Tớ... Alo. Vâng, cô giáo ạ. Thật thế hả cô? Hả? Sao lại có chuyện như vậy nhỉ? Dạ, cảm ơn cô giáo. Có gì tôi sẽ hỏi cháu ạ. Có chuyện gì thế em? Cô giáo của con My gọi điện. Cô nói rằng con bé không có nộp hồ sơ vào trường đại học nào hết á. Mà hôm nay đã là hạn cuối rồi anh. Hả? Sao có chuyện đó chứ? Em thử gọi cho con xem sao. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết là có chuyện gì với con bé nữa, mà giờ này nó cũng chưa về. Hồ sơ ứng tuyển vào một trường đại học nào hết. Em có làm sao không? Em không sao. Nhưng chắc xe của em bị hỏng rồi. Phải làm sao đây? Thật may, cửa hàng sửa xe của anh ở bên kia đường kìa. Để anh dìu em vào cửa hàng anh ngồi nghỉ một lát, chờ anh sửa xe cho. Em cảm ơn anh.
xe của em hỏng nhiều quá, chưa xong ngay được đâu. Giờ cũng đã muộn rồi, để anh đưa em về. Còn xe của em thì mai đến lấy nha. Ôi, anh tốt quá. Vậy em phiền anh à? Mấy đứa bạn thân của con bé đều không biết con bé đi đâu. Giờ phải làm sao hả anh? Có lẽ anh phải đi đến trường con bé xem sao. Giờ này thì làm gì có ai ở trường chứ. Con chào bố mẹ ạ. Con làm sao thế? Sao giờ này mới về? Con làm bố mẹ lo quá. Có chuyện gì hả con? Dạ con không sao đâu ạ. Chỉ là con bị ngã ở đường. Cũng may là gần cửa hàng của anh sửa xe này. Anh đưa con về nhà. Còn xe của con ngày mai mới sửa xong ạ. Vậy còn chuyện không nộp hồ sơ đại học là thế nào? Con có biết hôm nay là hạn cuối hay không? Con không có ý định thi đại học. Con nói cái gì vậy My? Con ơi là con khổ không hả trời? Thế bây giờ thì phải làm sao đây? Công ăn học 12 năm trời, định đổ xuống sông xuống bể hết hả? Ừ, bác hãy bình tĩnh đi. Chắc em ấy có lý do nào đó. Cậu là ai? Đây không phải là việc của cậu. Nhìn cháu quen quá. Hình như cháu là con bố Bình phải không? Vâng ạ. Sao chú biết bố cháu ạ? Trời ơi, bác với bố cháu là bạn học ngày xưa. Bác mới gặp bố cháu cách đây một tuần. Ông ấy có khoe ảnh gia đình. Bác nhìn là nhận ra cháu ngay. Cậu này là con bác Bình hôm trước tới nhà mình chơi đây hả? Trời ơi, mời cháu vào nhà. May quá, thế nào lại gặp người quen. My này, chuyện của con chúng ta sẽ nói sau. Nhưng có anh Hòa ở đây. Mẹ muốn nói là anh Hòa là con bác Bình bạn của bố con. Anh ấy giỏi lắm đấy nha. Đúng đó, anh Hòa tốt nghiệp 2 bằng đại học bên Mỹ, thông thạo 4 thứ tiếng đấy con à. Đấy, con thấy chưa, anh ấy đã có 2 bằng đại học, được đi đây đi đó. Chắc bố anh ấy cũng tự hào lắm đó con. Bây giờ cháu đang làm gì rồi? Chắc một công việc tốt lắm phải không? Dạ, cháu làm nghề sửa xe à. Hả? Sao lại nghề sửa xe? Nhưng anh giỏi giang như thế, tại sao lại không chọn nghề gì khác? Ý em là một nghề cao sang nào đó mà xã hội tôn vinh đó. Thưa hai bác, từ bé cháu đã có niềm đam mê với những con ốc vít. Cứ xuển ra là tháo xe của bố mẹ ra nghiên cứu. Dù học tốt, nhưng cháu vẫn muốn theo đuổi công việc mình yêu thích. Nên cháu không ứng tuyển vào một công ty nào cả, mà tự đi con đường riêng. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình được là chính mình mà thôi. Bố mẹ cháu cũng đồng ý để cháu theo đuổi đam mê đó sao? Dạ, bố cháu nói nếu đó là hạnh phúc của cháu thì bố không ngăn cấm ạ. Niềm đam mê thì lại không có công thức chung dành cho ai cả. Có người đam mê với công việc này, có người lại đam mê với công việc khác mà bác. Bố mẹ ơi, từ trước tới giờ con nhìn đâu cũng thấy bạn bè mong muốn làm công việc nọ công việc kia, toàn là những công việc cao sang. Chính vì thế mà chưa bao giờ con dám nói với ai về mong muốn của mình. Con không muốn trở thành bác sĩ hay kỹ sư gì đó. Con muốn trở thành thợ làm bánh. Trong xã hội này, làm nghề nào cũng là nghề thanh cao hết em ạ. Miễn là em thực sự đam mê và muốn theo đuổi nó tới cùng. Hai bác nghĩ có phải không ạ? Bác... Con xin lỗi bố mẹ vì con đã không nộp đơn vào trường đại học nào cả. Hôm nay, vì không biết đối mặt với bố mẹ thế nào nên con đã không dám về nhà. Bố mẹ hơi ngỡ ngàng, nhưng bố mẹ luôn mong con được hạnh phúc. Nếu công việc đó mang lại hạnh phúc cho con, làm cho cuộc sống của con có ý nghĩa, thì bố mẹ luôn ủng hộ. Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn anh. Nhờ có anh, em đã có thể dám nói ra ước mơ của mình. Giờ thì em có thể ngẩng cao đầu, tự tin nói với mọi người rằng em muốn trở thành cô thợ làm bánh. Kho lưu trữ ước mơ. Hả? Đây là đâu thế này? Sao mình lại ở đây? Cái này vẫn còn dùng được đây. Bác gì đó ơi, bác cho hỏi đây là nơi nào thế? Đây là nơi lưu trữ những ước mơ mà mọi người đã từ bỏ. Nơi lưu trữ ước mơ, có chỗ này tồn tại trên đời sao? Có chứ, việc ông có mặt ở đây có nghĩa là ước mơ xưa kia của ông
vẫn có cơ hội thực hiện đấy. Alo. Chú Thuận à, dự án khu đất trống ở Dạ Khê được phê duyệt rồi ạ. Vậy cậu sắp xếp lát nữa tôi sẽ tới xem khu đất đó. Vâng thưa chú. Bên thi công thông báo ngày mai sẽ bắt đầu dọn dẹp khu đất này ạ. Tốt lắm, tiến hành càng nhanh càng tốt. Dự án này sẽ thu được nguồn lợi lớn đấy. Bác ơi, bác là chủ của khu đất này phải không ạ? Mấy đứa có việc gì không? Cháu muốn xin chú đừng phá hủy sân bóng của bọn cháu. Sân bóng nào? Sân bóng ở đây ạ. Chúng cháu chỉ có nơi này để chơi bóng thôi. Thôi, cầm lấy tiền này mà vào sân đá bóng. Ta chỉ giúp được thế thôi. Vậy thôi, từ nay chúng mình không còn chỗ để chơi nữa rồi. Huy à, bà mới nhặt được đôi giày này vẫn còn lành lặn, cháu lấy mà đá bóng. Bà ơi, cháu không được đá bóng nữa rồi, sân bóng sắp bị phá rồi. Cháu chỉ thích đá bóng thôi, cháu muốn được trở thành cầu thủ bóng đá. Không sao đâu cháu, rồi sẽ tìm được chỗ khác thôi mà. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một cầu thủ giỏi. Bác ơi! Thằng nhóc này, bảo bao nhiêu lần rồi, sao vẫn mò tới đây hả? Ừ, thằng bé này nhìn quen quen. Dạ, là thằng bé lần trước chú đã cho tiền đấy ạ. Bọn trẻ này được cho là quen thói đòi mãi. Tiền của bác vẫn còn đây, cháu chỉ cần sân bóng thôi. Ta nói một lần cuối, ta không có thời gian cho chuyện này, cầm tiền rồi đi đi. Bác ơi, cháu xin bác mà. Thằng nhóc này sao dai như đĩa vậy, mau đuổi nó ra khỏi đây. Nhóc gây cản trở quá nhiều rồi đấy, đi đi. Bác ơi, đừng phá sân bóng mà. Phải phá hết những chiếc máy này để họ không làm được nữa. Tối quá, bật lửa đâu nhỉ? Vừa nãy con cầm à, đây rồi. Các bác ơi, cháu tôi có bị làm sao không? Dạ bà đừng lo, cậu bé đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ. Thằng bé tự ý chạy vào công trường nên mới xảy ra chuyện. Bà hãy quản lý nó thật chặt, may là máy móc của tôi chưa sao đấy. Ông là... Dạ đây là chú Thuận, chủ khu đất đang xây dựng ạ. Thì ra là ông, thằng bé đã rất muốn được gặp ông. Gặp để gây thêm phiền phức cho tôi chắc. Tôi xin lỗi, vì chúng tôi quá nghèo, không có tiền để thuê sân đá bóng, chỉ có mảnh đất đó là bọn trẻ chơi được mà thôi. Ông cũng từng có ước mơ chứ? Ước mơ của thằng bé là trở thành một cầu thủ giỏi. Nó say mê đá bóng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chẳng lẽ vì điều đó mà tôi phải nhường lại mảnh đất tiền tỷ cho các người làm sân bóng hả? Tôi chỉ mong ông lắng nghe thằng bé nói rõ một lần. Như thế, nó sẽ không hối hận vì đã làm hết sức mình. Cố gắng vì ước mơ đâu phải là việc sai trái gì chứ. Ước mơ đôi khi chỉ là phù phiếm. Sớm nhìn thấy hiện thực bao nhiêu sẽ tốt cho thằng bé bấy nhiêu. Cố gắng vì ước mơ đâu phải là việc sai trái gì chứ. Lại là ông sao? Ông đừng lo, ông sẽ không gặp lại tôi nữa đâu, vì ước mơ của ông sắp tan biến rồi. Ông nói thế nghĩa là sao? Ông cũng từng có một ước mơ cháy bỏng và đã từ bỏ nó, ông nhớ không? Không phải tôi từ bỏ, mà là không có điều kiện để theo đuổi nó thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người nghèo nhưng vẫn kiên trì với ước mơ của mình đấy thôi. Thực ra tôi là người chuyển giao ước mơ. Ước mơ của ông đã được chuyển cho một người giống như ông xưa kia. Ước mơ cũng chuyển được sao? Cho ai chứ? Chẳng lẽ là... Đúng vậy, chính là cậu bé đã năm lần bảy lượt cầu xin ông. Ông đã từ bỏ ước mơ của mình, nhưng cậu bé ấy thì chưa. Ông vẫn còn cơ hội nuôi dưỡng ước mơ của mình. Dù người thực hiện nó không phải là ông, quyết định là do ông lựa chọn.
Cháu tỉnh rồi hả? Bà ơi, sân bóng. Ta đã quyết định cải tạo khu đất đó thành một sân bóng mini cho trẻ em nghèo tới chơi miễn phí. Nghĩa là cháu vẫn được chơi bóng ở đó à? Tất nhiên rồi. Ông giúp chúng tôi nhiều quá, chúng tôi không biết lấy cái gì để trả ơn cho ông. Không có gì đâu, tôi cũng từng như cháu Huy, nhưng tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi đam mê của mình như cháu. Cháu Huy đã giúp tôi nhận ra rằng giúp nuôi dưỡng ước mơ của người khác cũng lớn lao như thực hiện ước mơ của chính mình vậy. Ta nên chuyển cây đàn này cho đứa trẻ nào đây? Tên cướp tình nghĩa. Hôm nay được về sớm, mình đến thăm mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi mới được. Xe giờ này đông ghê, mình phải đi mấy trạm nữa mới đến nơi. Đứng thế này mỏi chân chết đi được. Sao hôm nay xe chạy chậm thế nhỉ? Trời, móc tối à? Ôi. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Không sao. Mà hình như ví của cô bị rơi ạ. Thôi chết, rơi lúc nào mà cô không biết. May mà có cháu nhắc đó. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ, không có gì đâu ạ. Sao mình cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhỉ? Sao hôm nay mình thấy đường đến trại trẻ mồ côi dài thế nhỉ? Kêu lên, tao đâm chết bây giờ. Anh là người trên xe buýt, anh theo dõi tôi về tận đây à? Rành con nhà mi đã làm hỏng chuyện lớn của ta. Nếu không có mi phá đám thì cái ví tiền kia đã thuộc về ta rồi. Đại ca phải đi theo để xử mi chứ. Anh muốn gì? Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây. Tôi không có tiền. Trong túi kia là gì? Bỏ hết ra. Trong đây chỉ có ít bánh kẹo mang đến cho lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi thôi. Con ranh kia, đứng lại cho tao. Chết rồi, bức ảnh. Hình như hắn nhảy xuống sông rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Hắn không biết bơi sao? Anh bị điên à? Không biết bơi lại nhảy xuống sông làm gì? May mà tôi biết bơi, chứ xung quanh đây không có ai cứu anh được đâu. May là vẫn lấy được nó. Đừng nói anh nhảy sông là để nhặt bức ảnh này nha. Bức ảnh này vô cùng quan trọng với tôi. Không có nó, chắc tôi không sống được. Một tên chuyên móc túi, cướp của như anh mà cũng nhân văn thế sao? Chỉ vì một bức ảnh mà dám hy sinh thân mình à? Đây là ảnh mẹ tôi và tôi khi còn nhỏ. Bà ấy qua đời lâu rồi. Tôi không có ba. Mẹ tôi một mình tôi nuôi tôi khôn lớn. Nhưng không may bị tai nạn qua đời. Tôi và mẹ chỉ có một bức hình chụp chung này thôi. Ra thế, hèn nào anh quý bức ảnh đó đến như vậy. Mà sao cô lại cứu tôi? Tôi là một tên móc túi, lại còn định cướp tiền của cô cơ mà. Cô không sợ cứu tôi xong tôi lại cướp của cô nữa hả? Tôi không suy nghĩ được nhiều như thế. Chỉ biết là thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Giống như việc cô nhìn thấy tôi định móc túi người phụ nữ đó nên can thiệp đúng không? Cô đúng là một cô gái hiếm có đấy. Nhìn cách anh liều mình vì bức ảnh, tôi nghĩ anh cũng không phải là người xấu hoàn toàn. Nếu anh thương mẹ, nhớ mẹ như thế thì đừng sống như vậy nữa. Có thể vừa rồi là lời cảnh báo. Nếu anh còn làm việc xấu nữa thì mẹ anh sẽ rời xa anh mãi mãi đó. Nhìn anh cũng sáng sủa, khỏe mạnh đó chứ. Ngoài kia thiếu gì việc làm, trời để cho tôi cứu anh cũng là để anh sống lại cuộc đời mới đó. Hãy làm lại cuộc đời đi. Thôi đi, đừng tưởng cứu tôi
mà nói gì cũng được nha. Cô bảo đi thăm bọn trẻ gì ở trại trẻ cơ mà. Đi đi, không muộn bây giờ. Không thèm nói với anh nữa, tôi đi đây. Cô đúng là cô gái lạ lùng nhất mà từ trước đến giờ tôi từng gặp đấy. Cảm ơn là động viên của cô. Tôi sẽ nghe lời cô để sống một cuộc đời mới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.